Hùng Vương thứ 17 có người con nuôi tên là Mai An Tiêm. An Tiêm tháo vát, tài trí hơn người nên được nhà vua yêu quý, ban cho nhiều của ngon vật lạ. An Tiêm không lấy thế làm mừng mà thường nói: của biếu là của lo, của cho là của nợ. An Tiêm cho rằng của mình tự làm ra mới bền được. Có kẻ ghen ghét gièm pha với nhà vua, vua cả giận nói: thật vô lễ, để ta thử xem, chỉ trông vào tài trí thì tay trắng có làm nên trò trống gì không. Vua đẩy Mai An Tiêm ra đảo vắng, vợ con An Tiêm cũng xin đi theo. Quân lính không cho An Tiêm mang theo vật gì phòng thân ngoài một chiếc gươm cùn. Đến nơi thấy cảnh vật hoang vu, nhưng An Tiêm không hề nao núng. An Tiêm dắt vợ con đi thăm dò quanh đảo, rồi ngày ngày mò ngao bắt hến, tìm rau quả ăn tạm. Dần dần cuộc sống ổn định, An Tiêm dựng được nhà, trồng được rau. Một lần, An Tiêm thấy có con chim đang ăn miếng gì đó đỏ. Lại gần thì chim bay mất, chỉ còn sót lại mấy hạt đen nhánh. An Tiêm đem những hạt đó gieo thử xuống đất. Chẳng bao lâu, hạt nảy mầm thành cây, lan đầy mặt đất. Cả nhà An Tiêm thi nhau chăm bón cho cây. Đến khi có quả, An Tiêm bổ thử ăn, thấy có vị ngọt mát, cả nhà tấm tắc khen ngon, đặt tên là quả dưa hấu. An Tiêm gieo thêm nhiều hạt giống, trồng nhiều cây quanh đảo. Mỗi lần hái dưa, An Tiêm lại đánh dấu và thả mấy quả ra biển, hy vọng có người vớt được. Một hôm, có thuyền lạ ghé vào đảo hỏi thăm, thì ra họ vớt được dưa, ăn thử thấy ngon nên tìm đến. Họ xin đổi gạo, thịt, vải vóc, lấy dưa mang về đất liền bán. Từ đấy, cuộc sống của gia đình An Tiêm trở nên sung túc. Có người dâng dưa lên vua Hùng, vua ăn ngon mới hỏi chuyện, biết là của An Tiêm thì hối hận vô cùng, truyền cho người đón gia đình An Tiêm về. Vợ chồng An Tiêm về lại đất liền, không quên đem theo hạt giống phân phát cho bà con và dạy họ cách gieo trồng. Từ đó dưa hấu được trồng ở khắp nơi, nhân dân tôn vợ chồng An Tiêm là ông tổ, bà tổ của dưa hấu và lập đền thờ. Câu chuyện sự tích dưa hấu đến đây là hết rồi. Bây giờ bé hãy trả lời câu hỏi dưới đây nhé. Câu hỏi thứ nhất: vì sao An Tiêm lại ở trên đảo? Đáp án A: vì An Tiêm không ngoan. Đáp án B: vì An Tiêm bị lạc ra đảo. Đáp án C: vì An Tiêm bị vua cha đẩy ra đảo hoang. Đáp án C. Câu hỏi thứ hai: An Tiêm được cầm gì theo khi ra đảo hoang? Đáp án A: một bộ song nồi. Đáp án B: một cuốn truyện tranh. Đáp án C: một thanh gươm cùn. Đáp án C. Câu hỏi thứ ba: An Tiêm đã trồng được quả gì trên đảo? A: quả dưa lê. B: quả dưa hấu. C: quả dưa chuột. Đáp án B. Cảm ơn các bé đã theo dõi câu chuyện sự tích dưa hấu. Hẹn gặp lại các bé ở những câu chuyện sau nhé.